Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một dòng Merida Road 904. Một dòng touring giá rẻ mới về tại cửa hàng em, được trang bị càng carbon. Vâng, chiếc xe này rất phù hợp các bác mà mới tiếp xúc với dòng xe thể thao. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và chiếc xe có màu đỏ đen các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe này trên 80%. Merida Road 904. Đây là những chiếc vân giả carbon thôi, không phải carbon. Và chiếc xe được trang bị càng carbon. Các bác có thể lên Google để search về chiếc xe này, Merida Road 904. Đây là một chiếc xe đua, nhưng mà được người chủ trước đã nâng cấp lên tay ngang dòng touring. Cọc yên của Chubati. Đây là một thương hiệu làm cọc yên và yên phụ tùng xe đạp rất là nổi tiếng. Đây hình thức yên còn rất là mới các bạn nhé, yên còn rất là tốt. Và xe được trang bị cổ gật gù. Đây chiếc cổ gật gù, các bác có thể lên xuống tùy ý. Tháo con ốc lục lăng này ra, các bác có thể lên xuống được. Một chiếc xe touring được mang thương hiệu Merida, được trang bị càng carbon. Bộ tay bấm xả của Shimano Alivio. Bên này bên lip, này bên đĩa, đồng bộ Shimano Alivio. Bộ phanh Avis của Mỹ các bác nhé. Bộ phanh 3 mảnh cao cấp của Tiagra, Shimano Tiagra. Đây là một bộ phanh rất là cao cấp các bạn, càng carbon. Cặp Mayo của XTR. Vâng, bây giờ em sẽ quay thông số lốp. Lốp có thông số là 700 x 23C. Đây là một lốp touring rất là cơ bản. Đùi đĩa 2 tầng của Shimano. Đùi đĩa đen 2 tầng Shimano các bác nhé. Đây là phanh sau của xe của Shimano Tiagra. Lốp sau đây. Rồi em sẽ đo size. Vâng, xe có chiều cao đứng là 49. Của các bác từ 1m63 đến 1m73 đi vừa chiếc xe này. Xe được trang bị 2, 4, 6, 8 tầng lip. 8 lip các bác nhé.
và 3 đĩa. 3 đĩa cho xe 24 tốc độ. Bây giờ em sẽ đi vào chuyển động của xe. Lên lip. Rồi chuyển động rất tốt, xuống lip. Bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rồi chuyển động rất tốt các bác nhé. Và đây logo hình quả núi của nguyên bản của Meda. Vâng, và vừa review xong chiếc xe touring Meda Road 904. Xe được trang bị ở khung nhôm càng carbon và xe đang có giá cực tốt tại cửa hàng em, mức giá là 5,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Và lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những xe đẹp nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các bác liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.